Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an huyện Tiên Lữ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường rà soát, quản lý các trường hợp từ nước ngoài trở về. Thị trấn Vương là địa bàn có đông người nước ngoài sinh sống và người từ nước ngoài về. Công an thị trấn đã tăng cường rà soát quản lý, yêu cầu cách ly tại nơi cư trú đối với 7 người Trung Quốc và 5 người trở về từ nước ngoài. Tất cả các trường hợp cách ly đều phải ký cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định, tuyệt đối không được ra khỏi nơi sinh sống. Cùng với đó, lực lượng công an luôn chủ động nắm tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn, yêu cầu tất cả các quán karaoke, massage game và gym tạm dừng hoạt động để tránh lây lan dịch. Tôi từ Nhật về, có công an xã và trạm y tế đến hỏi thăm, thường xuyên nhắc nhở ăn uống và đo thân nhiệt ngày 2 lần trong vòng 14 ngày, không giao tiếp bạn bè. Cách ly này có ý nghĩa là tự bảo vệ bản thân mình cũng như xã hội cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 21 người nước ngoài đang sinh sống, 125 người từ nước ngoài trở về, trong đó 21 người đang trong thời gian cách ly. Lực lượng công an huyện phối hợp với công an các xã thị trấn rà soát từng thôn xóm để quản lý chặt chẽ tình hình lưu trú trên địa bàn, nắm bắt đầy đủ thông tin về tất cả những người nước ngoài tại địa bàn, người từ nước ngoài về và người từ địa phương khác đến, lịch trình di chuyển và những người tiếp xúc với những trường hợp nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Đối với những người cách ly tại nhà, đều có lực lượng công an viên của thôn đến trực tiếp gặp gỡ, quản lý. Cùng với đó, công an huyện làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm những trường hợp tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho nhân dân. Công tác quản lý cư trú đối với các trường hợp liên quan đến vùng dịch, đã đi qua vùng dịch và các trường hợp lao động nước ngoài, người nước ngoài trên địa bàn, tôi đã quản lý chặt chẽ theo từng vùng, từng diện. Tất cả các trường hợp mà về địa phương chúng tôi đều có nắm bắt và báo cáo, tập trung vào công tác tuyên truyền và vận động với các trường hợp này thực hiện cái việc mà tự cách ly và chủ động đến cơ sở cách ly. Hiện nay trên địa bàn huyện Tiên Lữ nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung chưa có trường hợp nào nhiễm dịch COVID-19. Tuy nhiên, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức hơn nữa, cùng chung tay trong việc phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh lây lan cho cộng đồng.